Chương trình hôm nay gồm có Ukraine âm thầm sản xuất vũ khí tầm xa Nga và Ukraine trưng bày chiến lợi phẩm trong cuộc chiến Đức muốn chuyển hỏa tiễn Taurus cho Ukraine sớm Ông Trùm Prigozhin ám chỉ đang ở châu Phi Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản chấn áp Trung Quốc Canada chỉ trích Facebook chặn tin vụ cháy rừng Ông Donald Trump tuyên bố hầu tòa. Cảnh sát Hoa Kỳ đối mặt án tù 20 năm vì thuê học hộ. Nghệ thuật do AI tạo ra không thể có bản quyền. Loài ngựa giúp Mông Cổ chinh phục lục địa Á, Âu. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Kính chào quý khán thính giả đến với chuyên mục tiêu điểm nóng của kênh 60 giây tinh hoa vào tối thứ ba ngày 22 tháng 8. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối an lành. Sau đây là những bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, việc các đồng minh phương Tây chuyển vũ khí tầm bắn hơn 100 km tới Ukraine luôn đi kèm với một số hạn chế nhất định. Ví dụ như không nhắm vào các mục tiêu trên lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên, một số cuộc chiến tranh sẽ không thể chiến thắng nếu không tấn công được trên lãnh thổ của đối phương. Đó là lý do Ukraine đã tìm cách sử dụng các loại vũ khí tự chế tạo của mình. Thứ nhất, hỏa tiễn tầm ngắn Tochka U. Vũ khí tầm xa duy nhất của quân đội Ukraine là hệ thống hỏa tiễn tầm ngắn Tochka U trước chiến tranh. Theo dữ liệu của phương Tây, trước chiến tranh Ukraine có 90 hệ thống phóng hỏa tiễn Tochka và Tochka U trong kho vũ khí và kho chứa của họ cùng với hàng trăm hỏa tiễn. Vào ngày 25 tháng 2, các tên lửa Tochka đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân là Milenrovo ở tỉnh Rostov, sông Đông. Ít nhất có hai máy bay Su-30SM đã bị phá hủy và ba sĩ quan của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bị thiệt mạng. Thứ hai, UAV TU-141 Street. Tháng 12 năm 2022, các căn cứ hàng không chiến lược của Nga ở Ryazan, Kosker và Engen đã bị UAV không xác định tấn công. Các chuyên gia của Nga cũng như của phương Tây đã nhanh chóng kết luận quân đội Ukraine đã sử dụng UAV loại stress được sửa đổi cho các cuộc tấn công. UAV này được thiết kế để xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương với tốc độ siêu thanh dọc theo tuyển tuyến, tiến hành trinh sát cách đó vài trăm km rồi có thể quay trở lại căn cứ. Ukraine đã có khoảng 150 chiếc UAV loại này vào năm 2014, Ukraine đã cố gắng sử dụng chúng để làm phương tiện trinh sát ở Donbass, nhưng do thiết bị lạc hậu nên chỉ có một số lần phóng được thực hiện và việc sử dụng đã bị ngừng. 3. UAV Mogin 5 Pro Một loại UAV phổ biến khác được sử dụng để tấn công vào lãnh thổ Nga là loại UAV Mogin 5 Pro được cải tiến có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vào ngày 22 tháng 6 năm 2022, khi một cặp UAV không xác định tấn công một nhà máy lọc dầu ở Novosantinsk ở vùng Rostov, cách tiền tuyến hơn 150 km, thì vụ việc đã được dân thường ghi lại trên video và loại UAV Mugin 5 Pro có thể được nhận ra từ trong đoạn phim. Theo người Nga, khả năng tấn công của nó được ước tính là khoảng 150 tới 200 km. Các mục tiêu quân sự ở Crimea đã bị tấn công bởi ít nhất có 6 UAV kamikaze loại này. Trong đó hai chiếc đã tiếp cận vào mục tiêu và tấn công vào một kho dầu. 4. Hỏa tiễn phòng không S200. Vào mùa hè năm 2023 vừa qua, Nga đã cho rằng hệ thống hỏa tiễn phòng không S200 là để tấn công khu vực cầu Crimea và tỉnh Bryansk. Trong cuộc tấn công vào ngày 9 tháng 7 tại vùng Bryansk, một tên lửa có vẻ rất giống với S200 đã được ghi lại trên video. Nguồn gốc của những tên lửa này vẫn chưa được xác định. Chúng đã được rút khỏi biên chế ở Ukraine vào đầu những năm 2000. Tuy nhiên, chúng lại được lưu trữ ở trên Đông Âu. Trong thực tế, đây là một loại phiên bản tạm thời của bản sửa đổi đầu tiên của loại hỏa tiễn ATACMS Block M1, phiên bản cơ bản của tên lửa có hệ thống dẫn đường quán tính, có tầm bắn lên tới 165 km. Với những vũ khí tự sản xuất, Ukraine có thể tạo ra sức mạnh của riêng mình khi được viện trợ trang bị thêm các vũ khí chính xác từ phương Tây. Khả năng người Nga sẽ phải rất khó khăn để khắc chế quân đội Ukraine trong tương lai. Thưa quý vị, vào ngày lễ kỷ niệm 32 năm độc lập tách khỏi Xô Viết sẽ diễn ra vào 24 tháng 8, xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép, bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không Buk M2 và phần còn lại của nhiều tên lửa khác nhau sẽ được trưng bày trên đường phố trung tâm ở Kiev từ ngày 21 tháng 8. Chính quyền Kyiv cũng sẽ lưu ý không có sự kiện lớn nào mà chỉ có một cuộc triển lãm các thiết bị của Nga bị phá hủy giống như năm ngoái. Theo trang Suspine, khoảng 20 thiết bị đã bị phá hủy là xe tăng, pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh, các loại xe bọc thép chở quân bánh lốp, xe chiến đấu bộ binh lội nước, xe bọc thép Tirkh và phần còn lại của tên lửa Nga được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Trong chiều ngược lại, theo hãng thông tấn Ria Novosti, nhiều chiến lợi phẩm viện trợ cho Ukraine đã được Bộ Quốc phòng của Nga giới thiệu trước công chúng tại sự kiện Army 2023 tổ chức ở công viên Patriot gần thủ đô Moscow vào vài hôm trước. Cuộc triển lãm lần này cũng xuất hiện nhiều vũ khí và khí tài tới từ Anh, Thụy Điển, Hoa Kỳ và Pháp. Theo Bộ Quốc phòng của Nga, binh sĩ của nước này trong quá trình thực hiện chiến tranh xâm lược Ukraine cũng đã thu được một số loại khí tài của phương Tây viện trợ cho Ukraine tại chiến trường. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tuyên bố quyết định viện trợ hỏa tiễn tầm xa loại Taurus cho Ukraine và cần phải thông qua khẩn cấp. Mỗi một ngày đều rất quan trọng, đó là điều mà tôi cho rằng chúng ta cần phải cảm nhận được trong hơn một năm rưỡi qua. Bà Baerbock đã phát biểu khi được hỏi liệu bà có ủng hộ việc gửi hỏa tiễn tới Ukraine càng sớm càng tốt hay không. Ngoại trưởng đã nói thêm rằng Hà Lan và Đan Mạch đã làm điều đúng đắn khi cung cấp cho Ukraine những bảo đảm để nhận được chiến đấu cơ F-16 trong khung thời gian cụ thể với số lượng nhất định. Một ngày tuyệt vời cho Ukraine và cũng là một ngày tuyệt vời cho châu Âu, bà Baerbock đã nói. Bà cũng nhấn mạnh thêm, mỗi ngày qua đều nghĩ về cuộc chiến đẫm máu của người Nga với người Ukraine. Và trong hơn một năm rưỡi qua, chúng tôi đã chứng kiến tầm quan trọng của sự hỗ trợ quân sự cho khả năng tự vệ của Ukraine. Từ góc độ này, chúng tôi đang nghiên cứu tất cả các yêu cầu tiếp theo từ Ukraine để giúp nước này có thể tự bảo vệ người dân của họ, bà bộ trưởng đã kết luận. Thưa quý vị, ông Evgeny Prigozhin đã lần đầu đăng video từ sau cuộc nổi loạn vào cuối tháng 6, ám chỉ là ông đang ở châu Phi và sẽ làm nước Nga trở nên vĩ đại hơn. Ông nói: Tập đoàn Wagner đang tiến hành hoạt động trinh sát, nhiệt độ là 50 độ C, mọi thứ đều đúng như chúng tôi thích. Wagner sẽ làm nước Nga vĩ đại hơn ở mọi châu lục, đồng thời giúp châu Phi tự do hơn. Ông Evgeny Prigozhin là người sáng lập ra tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cho biết trong một video vào hôm 21 tháng 8. Thời gian và địa điểm quay video không được tiết lộ, nhưng hình ảnh và các phát biểu cho thấy ông Prigozhin dường như đang ở châu Phi. Chúng tôi sẽ mang lại công bằng và hạnh phúc đến cho người dân châu Phi, đồng thời trở thành ác mộng thường trực với nhà nước hồi giáo IS tự xưng. Anquera và những băng nhóm khác. Wagner đang tuyển quân và sẽ hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Ông Prigozhin nói và công bố số điện thoại liên hệ cho những người muốn gia nhập tập đoàn. Công ty quân sự tư nhân Wagner đã hoạt động ở nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có những nước châu Phi như Libya, Cộng hòa Trung Phi và Sudan. Lực lượng này được cho là ký hợp đồng bảo đảm an ninh với các nước để đổi lại quyền khai thác vàng cũng như khoáng sản tại đây. Thưa quý vị, tổng thống của hoa kỳ ông joe biden đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh tại nơi nghỉ dưỡng của tổng thống ở trại david ba nhà lãnh đạo của hoa kỳ của hàn quốc và nhật bản đã cho biết trong một tuyên bố chung vào hôm thứ sáu rằng họ phản đối hành vi nguy hiểm và hung hăng của trung quốc trong các tranh chấp hàng hải ở biển hoa đông cũng như biển đông bắc kinh đã đáp trả vào hôm thứ hai nói rằng các nhà lãnh đạo đã bôi nhọ và tấn công trung quốc về các vấn đề hàng hải và liên quan đến đài loan can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc và cố tình gieo rắc sự bất hòa giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân cho biết trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Trung Quốc cũng bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và sự phản đối kiên quyết, đồng thời gửi công hàm nghiêm túc tới các bên liên quan. Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo cho biết họ phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng ở vùng biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đề cập đến việc bắc kinh đã quân sự hóa các hòn đảo nhỏ cũng như dạng san hô ở khu vực châu á thái bình dương và bành trướng ở biển đông với biên giới phi pháp là đường lưỡi bò ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên yên ngọc Thưa quý vị, Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào ngày 21 tháng 8 đã chỉ trích Facebook vì mạng xã hội này chặn không cho chia sẻ các bài báo liên quan đến vụ cháy rừng ở vùng Northwest Territories và British Columbia khiến hàng nghìn người phải di tản. Ông Trudeau nói, thật không thể tưởng tượng được rằng một công ty như Facebook lại chọn đặt lợi nhuận doanh nghiệp lên trên vì các tổ chức tin tức địa phương có thể cập nhật thông tin cho người Canada và tiếp cận họ ở những nơi người Canada dành nhiều thời gian như Facebook. Theo số liệu gần đây nhất từ các quan chức Canada, khoảng 60.000 người tại Northwest Territories và British Columbia đã được lệnh sơ tán do cháy rừng dữ dội. Cũng trong ngày hôm qua, ông Trudeau mô tả vụ cháy rừng gây ra hậu quả như ngày tận thế. Meta cho rằng luật mới ở Canada buộc công ty này dừng việc cho chia sẻ thông tin từ các trang tin lên nền tảng. Tuy nhiên, Meta cho biết họ vẫn tập trung vào việc cung cấp các công nghệ riêng, ví dụ như công cụ kiểm tra an toàn. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, Ông sẽ ra trình diện chính quyền ở Georgia vào hôm thứ Năm để đối mặt với các cáo buộc trong vụ án cáo buộc ông âm mưu bất hợp pháp nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Bạn có thể tin được không, tôi sẽ đến Atlanta, Georgia vào thứ năm để bị bắt giữ. Ông Trump viết trên mạng xã hội của mình vào tối hôm thứ hai, sau khi tòa án cho biết, tiền thế chân của ông được ấn định ở mức 200.000 đô la Mỹ. Trong bản cáo trạng dài 98 trang của bang Georgia, ông Trump và 18 bị cáo khác bị cáo buộc tổng cộng là 41 tội danh liên quan đến nỗ lực đảo ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 vụ án tại bang Georgia đánh dấu bản cáo trạng thứ tư của ông Trump. Ông đã không nhận tội trong tất cả các vụ án hình sự và có thể phải hầu tòa suốt năm tới, ngay cả khi ông đang vận động để trở lại tòa Bạch Úc. Công tố viên đã đề xuất việc buộc tội các bị cáo sẽ diễn ra trong ngày 5 tháng 9 và muốn đưa vụ án ra xét xử vào tháng 3 năm sau. Điều này sẽ khiến mùa tranh cử tổng thống trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Thưa quý vị, sáu sĩ quan cảnh sát ở bang california hoa kỳ đang đối mặt với các cáo buộc gian lận sau khi fbi phát hiện họ trả tiền để thuê người khác học hộ bộ tư pháp hoa kỳ cho biết bồi thẩm đoàn liên bang ở california đã truy tố tội âm mưu gian lận gian lận và sử dụng vũ lực quá mức cho phép đối với các cảnh sát này theo tờ Business Insider, trong một bản cáo trạng, các công tố cáo buộc hai sĩ quan cảnh sát tại Sở Cảnh sát Antioch, bốn cảnh sát tại Sở Cảnh sát Pittsburgh về tội gian lận chuyển tiền và âm mưu gian lận chuyển tiền. Mỗi tội danh sẽ có mức phạt tối đa 20 năm tù giam. Sáu sĩ quan cảnh sát đã đăng ký học từ xa ở thành phố Santa Ana thuộc bang California để lấy bằng cử nhân khoa học chuyên ngành tư pháp hình sự. Vào năm 2019, 6 cảnh sát bắt đầu tham gia khóa học và học phí được các sở cảnh sát tài trợ. Những người này sẽ được tăng lương và hưởng nhiều ưu đãi sau khi hoàn tất chương trình học. Nhưng 6 sĩ quan cảnh sát đã trả tiền cho người khác để học và làm bài luận hộ. Tiền thuê người học hộ được chuyển qua ứng dụng Venmo. Hành vi này bị quy thành gian lận chuyển tiền. Thưa quý vị, một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo mà không có bất kỳ đầu vào nào của con người sẽ không thể được đăng ký bản quyền theo luật của Hoa Kỳ. Đó là phán quyết của một tòa án ở thủ đô Washington. Thẩm phán Perrin Howell vào hôm thứ Sáu vừa qua đã bác đơn khiếu nại của nhà khoa học máy tính Stephen Thaler về việc không được đăng ký bản quyền cho một tác phẩm do hệ thống AI có tên là Dabush của ông tạo ra. Tyler đã đăng ký bản quyền vào năm 2016 cho Lối vào thiên đường gần đây, một tác phẩm nghệ thuật thị giác mà ông ấy nói được tạo ra bởi hệ thống AI mà không cần bất kỳ đầu vào nào của con người. Văn phòng bản quyền của Hoa Kỳ đã từ chối đơn đăng ký vào năm ngoái và cho biết các tác phẩm sáng tạo phải có tác giả là con người thì mới có bản quyền. Tyler cũng đã đăng ký bằng sáng chế do Dabush tạo ra ở các quốc gia khác, bao gồm Vương quốc Anh, Nam Phi, Úc, và Ả Rập Xê Út, nhưng cũng không thành công. Thẩm phán Howell đã viết vào hôm thứ Sáu, Chúng ta đang tiếp cận các ranh giới mới về bản quyền, cũng như những câu hỏi thách thức mới cho luật bản quyền. Thưa quý vị, đế chế Mông Cổ đã trở thành đế chế lớn nhất trong lịch sử thế giới, vươn tới Bắc Băng Dương ở phía Bắc, Vịnh Ba Tư ở phía Nam, bán đảo Triều Tiên ở phía Đông và Hungary ở phía Tây nhưng cuộc viễn trình này sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu đi những con ngựa chiến mông cổ. Ngay từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên, người Hung Nô du mục trên đồng cỏ đã bắt đầu huấn luyện loài ngựa mông cổ làm ngựa chiến. Ngựa mông cổ cao trung bình 120 đến 135 cm và nặng 267 đến 370 kg, được coi là loài ngựa nhỏ ngựa Mông Cổ lại có thân hình cường tráng, tứ chi lực lưỡng, gần cố phát triển, linh hoạt và nhanh nhẹn. Ngựa Mông Cổ có sức bền dẻo dai, thích hợp cho các cuộc viễn chinh và không cần ăn uống trên đường đi. Một con ngựa trưởng thành di chuyển khoảng 50 đến 100 km mỗi ngày và có thể kéo 500 kg vật nặng. Trong khi đó, một con ngựa Mông Cổ được sử dụng để đưa tin chiến trận có thể di chuyển hơn 240 km một ngày trong hơn 10 giờ. Chúng được nuôi dưỡng tốt để có thể hành quân hơn 10 ngày mà không cần thức ăn. Ngựa chiến Mông Cổ có thể thích nghi với thời tiết và điều kiện sống khắc nghiệt, chịu được nhiệt độ cao 40 độ C và cái lạnh khắc nghiệt âm 40 độ C. Chúng còn có thể thích nghi với bão tuyết và nắng nóng như thiêu đốt. Ngựa Mông Cổ linh hoạt và có trí nhớ đáng kinh ngạc. Người Mông Cổ rất thích ngựa, đặc biệt là ngựa chiến. Thành các Tư Hãng phong cho bốn vị tướng được sủng ái của mình là Tứ Mã. Từ đó có thể thấy ngựa có vị trí rất cao trong văn hóa Mông Cổ. Ngựa Mông Cổ không chỉ là cộng sự của các kỵ sĩ, mà còn cung cấp lương thực trong những cuộc viễn chinh, truyền tin chiến trận và càng quét khắp lục địa Á-Âu. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, chương trình Tiêu điểm nóng tối nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi kênh 60 Giây Tinh Hoa một lần nữa phạm dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo